Các bạn thân mến, trong tập mới nhất của Không Cay Không Về mùa thứ 2 và hôm nay rất là may mắn thì mình có chị Trần Thu Hà đến với set của Không Cay Không Về. Chào chị ạ. Xin chào Thùy Minh. Đây là chị Hà Trần. Đây là Thùy Minh. Và chúng ta đang đến với Không Cay Không Về. Một màu xanh. Ngày dài cả hơn một mùa. Cái season thứ hai, nó còn gọi là season có hai show. Thơm nhỉ. Show thứ nhất là để ói. Show xanh để ói, còn show đỏ là phải để, nói. Để trong vần đúng không? Rapper. Rapper mới Hà Trần. Em cũng luôn hay hỏi đấy là chị có ăn được cay không? Thì bây giờ cứ phải xong show này biết là có ăn được cay được không. Chứ bây giờ lại tự nhiên bật mí ra hết thì mình lại đổi hết menu này ra. Nhưng mà chị có xem chương trình này rồi đúng không ạ? Có. Thực ra là Hà muốn đến chương trình này vì có hai lý do. Thứ nhất là để gặp Thùy Minh. Tại vì Hà là một fan của Minh. Ở trên fanpage của Thùy Minh là đứng vào bảng cái gì gọi là fan cứng hay là top fan thì nó dịch ra là fan cứng. Fan cứng. À, fan của những cái cuốn sách của Minh. Thứ hai nữa là để xem Thùy Minh ăn cay đến đâu, bởi vì đã xem rất là nhiều episode rồi, cả khách cả chủ vã mồ hôi hột. Nghe được chứ gì? Không cay. Em nghĩ là không cay. Không, thì bên này, em thấy cay á. Vâng. Có số ở dưới. Tí tầm hả? Em mời mùi chị. Thơm lắm rồi đấy. Vâng. Tức là cái cuối cùng sẽ là cái cay nhất. Đúng ạ. Thế nếu mà bây giờ mà ăn cái cuối cùng ấy thì mà tử. Không cay và bình thường thì được đi về đúng không? Và không bị giật nước đúng không? Mời các bạn nhé. Ngon đấy. Và cay đấy. Không đùa đâu. Không về đâu. Câu điều đầu tiên này. Điều gì mà chị luôn từ chối, không bao giờ chia sẻ? Hà thì nói chung là ít chia sẻ với gia đình. Từ fan cho tới nhà báo lúc nào mà hỏi thì cũng cứ nói chuyện âm nhạc với biểu diễn này nọ kia. Cái điều gì mà đã được làm tốt hơn trong quá khứ, không còn hay như trong quá khứ nữa? Đấy là mạng xã hội. Chị vẫn tham gia nhưng mà chị cảm thấy là chị không thích. Một cách nào đó nó đã làm cho mọi thứ nó trở nên là rất là bát nháo. Và chị không thích nữa, cho nên là bây giờ là chị cũng không sử dụng mạng xã hội. Ngoài Instagram ra thì không dùng. Tức là chị vẫn nghĩ là nó không đủ tốt. Có lẽ là vì chị lại chưa thử sử dụng mạng xã hội theo cái phương pháp mà các bạn trẻ bây giờ đang sử dụng để truyền tải những cái sản phẩm. Mạng xã hội nó không phải là xấu. Nó là một cái công cụ rất là hữu ích. Nhưng mà cái cách chúng ta sử dụng công cụ đó như thế nào thì lại tùy thuộc vào mỗi người. Em muốn nói thêm một chút xíu, tại vì vào cái thời điểm năm ngoái thì chị Thu Minh có ra một cái bài hát tên là I Am Diva. Ừ. Cái kiểu bắt mắt đấy để đưa ra và cũng có tính trào phúng ở trong đấy, đúng. Đấy chứ. Và em nghĩ là đặc biệt với ca sĩ thế hệ như chị Minh. Ừ. Thế chị đấy, và Minh với chị là bằng tuổi nhau ấy. Cái đấy cũng em chỉ có chỉ đoán thôi. Từ trước đây thì chị Minh sẽ thấy rất ngạc nhiên nếu mà mình phải đưa một cái bản nhạc của mình ra miễn phí. Ừ. Đúng. Cái việc là phải bỏ khoảng 1 tỷ đồng để làm một cái MV đưa lên một cái platform cho gần xem như free. Miễn phí đó. Em nhìn thấy nó rõ là khác biệt. Và hình như là lúc đấy ở cái lứa như kiểu chị Minh thì có một chị Minh làm. Như là bọn chị trong cái giai đoạn tức là thành công sự nghiệp của mình thì nó lại không dính đến những cái platform mới. Cho nên cũng có những người sẽ nhanh hơn người khác về việc là hội nhập vào những cái công cụ mới. Ví dụ những cái video biểu diễn của chị chẳng hạn thì hoặc là fan quay hoặc là có thể có người ấy kịp quay lại và vẫn có thể được upload lên. Nhưng mà cái đấy nó diễn ra một cách tự phát hay là nó cũng nằm trong một cái việc là chị cũng tìm cách kết nối ạ? Tự phát đấy, tại vì thực ra là mỗi ca sĩ có một cái fan của ca sĩ khác nhau. Nhưng Minh với chị là cùng một thế hệ, nhưng mà fan của Minh lại là fan mà lên hoạt động trên mạng xã hội rất nhiều. Và bản thân Minh cũng xây dựng hình ảnh ở trên mạng xã hội. Mà fan của chị thì lại là những người mà từ những cái lứa tuổi rất là trẻ nhá, Z generation cho tới những người già không nói gì. Các bạn mà 8X hay này nọ kia, millennium ấy, là các bạn mà lại fan của chị thì lại không có phải là những người mà
hay hoạt động mạng xã hội, hoặc là khi họ hoạt động, họ hoạt động theo kiểu như là anh hùng núp ấy. Đi xem xong biết đấy, nhưng mà không có thể hiện, không bộc lộ. Thế chị nghĩ cũng có thể là một phần là do cái cá tính âm nhạc, hoặc là cái cá tính cá nhân của chị. Nó cái con người như thế thì nó sẽ cuốn hút những cái kiểu người giống như mình ấy. Thực tế rằng là tất cả những cái buổi biểu diễn ấy, từ nhỏ cho đến lớn là lúc nào cũng đông và lúc nào cũng hết vé. Thế nhưng mà cái số lượng mà like hay là follow thì nó vẫn không tăng lên. Thế thì cũng là một cái mà bản thân chị không trả lời được là tại sao. Nhưng mà chị cũng là người khá là thoải mái trong việc là có thể mình sẽ nghĩ và phát triển một cái hướng như vậy, đúng không? Hay là chị không, sẽ không? Chị nghĩ là thoải mái đấy. Chị không phải là người đóng cửa trong những cái platform mới của loài người. Và em chỉ ví dụ nha, chị đưa lên và không ai xem thì lúc ấy chị sẽ nghĩ là gì ạ? Như thế thì là một sự thất bại chứ. Có một cái mắt xích nào đấy nó sai, khi mà đầu tư vào nó đã không kéo lại được cái kết quả như mình mong muốn. Thôi mình ăn tiếp. Lại ăn. Ăn được không? Được. Lại ăn. Đến đây chỉ có ăn thôi. Miếng này có vẻ nhiều giấm hơn là ớt ý. Chị chuyên gia ẩm thực à? Em thấy chị hay dậy 7 giờ sáng đi chợ, lên nhà nấu cơm ở bên Mỹ đúng không? Bây giờ nếu mà chị được ra một luật lệ cho suốt một ngày và ai cũng phải theo cái luật đấy thì đấy là gì? Thế á? Mọi người phải đi tập thể dục cả ngày. Không, tập thể dục cả ngày thì không được nhỉ. Toàn câu hỏi khó nhỉ. Luật mà cho một đoạn của ngày thì chắc chắn là trong điều luật đấy sẽ là phải có thể dục. Tại vì thể dục nó đem lại rất là nhiều giá trị về sức khỏe, về sự minh mẫn, về vân vân, rất nhiều thứ, và kể cả những cái rất là hình thức như là để đẹp nữa. Chị tập gì ở bên Mỹ ạ? Chị chỉ tập thể dục bình thường thôi. Thì chị hay tập ở nhà, có băng, mua băng về xong rồi mở lên TV mỗi băng buổi sáng. Ừ. Đĩa ấy. Chị vẫn dùng đĩa à? Ừ. Bây giờ nó có app rồi chị ơi. Bán đĩa Blu-ray nhưng mà về thì mình ép ra hết những cái USB ấy để cắm vào cái... Ôi lại còn USB. Chị Smart nói TV ra. Hả? Lạc hậu đúng không? Không, em trêu chị. Kiểu nơi thời gian ngưng động. Đến điện. Bạn ơi, USB. Cầm USB. Thực ra là không mất nhiều thời giờ, 30 phút một ngày. Đỡ phải nhưng di chuyển mà, không phải di chuyển. Thế còn nếu mà điều luật mà phải ra là để trong cả ngày thì Hà sẽ bảo là mọi người phải ăn cay. Thật đấy. Tại sao từ nãy giờ chị thấy có gì khác không ạ? Từ người mà ăn cay được là thông minh lắm đấy nhá, mới ăn được cay. Đúng rồi, em tin thế. Ừ. Oh my gosh. Bây giờ em ăn tiếp nha, chị hỏi không, tiếp nha. Em không ăn tiếp nữa. Chị hỏi. Lần đầu tiên mà Thùy Minh phỏng vấn chị Hà Trần thì lúc đấy chị đã đi Mỹ rồi. Bởi vì kiểu lúc em còn quá bé thì chị đã siêu đế nổi đỏ tiếng. Đế đỏ đúng không? Không, đế đỏ lần thứ hai. Em lần đầu tiên là vân tay với chị. À, vân tay đúng rồi. Chị đã đi Mỹ rồi. Đúng rồi. Nên là em cũng chưa bao giờ có cái dịp hỏi chị một cái câu là bây giờ chị nhìn lại nó có một cái gì đấy về sự nghiệp, nó có cái tiếc nuối không ạ? Cái thời điểm chị ra đi, chị kiểu rất là nổi đúng không? Siêu nổi. Đúng rồi, ai cũng bảo thế đấy. Bây giờ khán giả, từ khán giả cho đến anh em trong nhà, rồi họ hàng, nói chung tất cả những ai mà quen Hà thì đều bảo là phí thế, đi đúng lúc gọi là prime time, là cái thời nổi nhất. Hà nghĩ là Hà có cái lựa chọn của Hà. Nếu mà chỉ nói là đi ra đi vì tình à, thì nó xến xúa quá, nó gọi là cliché quá. Đấy là sự thật. Nó là một phần thôi. Hà được cái cuộc sống rất là nó an yên, nó ổn định và mà mình hạnh phúc. Đấy là cái lựa chọn của Hà. Nhưng cái cảm giác của em nữa là khi chị đi Mỹ thì chị lười hơn, tức là lười ra. Lười mà. Nhân luôn. Giống như là tôi lười. Ừ, tôi lười. Ừ, tôi lười. Tôi lười. Ừ, tôi lười. Ừ, tôi lười. Nào, bây giờ chúng ta làm gì ngoài ăn? Mời chị. Mời Minh. Ui, tôi chết rồi. Thế là cố tình. Ăn giàn quá nhở. Không, đây là tại vì nó trơn quá, nó tuột đấy chứ. Cẩn thận để không rơi kim ấy, rơi còn. Ui, nào còn. Ui. Ui, ôi ơi. Con su boy nó ăn mà nó lột cả mắt nào.
Kinh quá, sốt cay ở cạnh luôn. Bây giờ nếu chị làm bộ quần áo thì trông nó như thế nào? Em hành quá những câu hỏi chuối nhở. Vấn đề là không phải là Hà thấy cay nhưng mà Hà cứ bị sặc không biết tại sao. Chắc là tại cái món trà chanh này nó có đường ở trong. Cái đường đấy nó lại tắc vào cổ họng của mình. Và cổ họng của người ca sĩ thì vô cùng nhạy cảm. Chị nghĩ chị là một bộ quần áo, bộ thụng ấy. Nó rộng lùng thùng, đủ các loại màu miếc, đốm loang. Và nó lại gọi là cơ chế khác nhau ở trong đấy, chứ nó không phải là một loại vải. Câu trả lời của chị ấy, nó hoàn toàn nằm trong kiểu dự đoán của em. Thế à? Em đương nhiên là chị sẽ trả lời câu như vậy. Chị cũng toàn mặc những đồ như thế mà. Tại vì là nó rất thoải mái cho mình di chuyển. Chị nghĩ là chị khó chui vào một cơ chế nào đấy lắm. Trong cái show diễn gần nhất thì có cái tiết mục của chị với Hồ Ngọc Hà với chị Khánh Hà, đúng không? Đúng rồi. Sau đấy có một comment là ba người mà không liên quan gì đến nhau. Và chị kiểu nổi nhất vì trông chị đúng không mọi người? Là thực ra là tại vì ban tổ chức không đưa ra dress code đâu, cho nên là mình cứ tưởng là muốn mặc nào mặc. Nhưng mà những lúc như thế nó rất là hay vì cá tính như nào nó sẽ hiện lên rất nó là hiện rõ. Lên rõ ràng luôn. Tức là đương nhiên là nói chuyện với chị phải nói chuyện trang phục là như thế. Bây giờ vì mình rơi mất một miếng rồi, em hỏi thêm một câu nữa. Ui, thôi chết rồi. Thôi bây giờ này nhá, em chị chốt rơi miếng của chị, em muốn em chị ăn cái miếng của em cho nó phe không? Ăn cho nó phe, không bảo là chị cố tình rơi để chị trốn. Đại ca. Bây giờ nhìn lại thì cái điều mà điên rồ nhất mà chị đã từng làm là cái đĩa nhật thực ấy nhỉ? Hồi đó Việt Nam không thể quen thuộc với một cái concept về đương đại. Cái nghệ thuật đương đại là một cái thứ rất là trendy bây giờ. Bây giờ thì quá nhiều nhỉ? Quá nhiều. Và cái concept của một album cũng là một thứ bây giờ mọi người bắt đầu nghĩ đến. Nhưng mà chị, album nào của chị cũng concept album hết. Còn những cái mà mình hợp tác với các nghệ sĩ khác ấy, thì nó là 50-50. Chị chia hai chiều, nhưng mà cái nào mà mình làm thì chắc chắn luôn luôn là concept album. Có bao giờ chị thấy kiểu xung quanh bị nhạt không? Thấy bị nhạt rồi thấy lạc lõng, nhưng mà thực ra chị thấy cuộc sống của chị khá là đơn giản đấy. Okay. Lại được ăn. Ba miếng này nghe đồn là ở phía cuối rồi, cho nên là cay. Thử xem nhá. Cay ế. Cay và mặn nhá. Chị ngồi ăn một bữa tối thân mật với lại ca sĩ Bjork. Thế thì chị sẽ chọn ba món ăn là gì? Nếu mà để mời nhá, chị sẽ chọn toàn những món chị nấu và là món Việt Nam, xong rồi chị bắt cô ấy ăn. Món phở là một, món thứ hai là món bánh mì Hội An, nhưng mà khi chị làm thì chị lại kiểu khác rồi. Bánh mì bà Hà rồi. Bánh mì bà Hà, phở bà Hà. Chắc là bún thang bà Hà. Được ăn ba món đấy trong bữa tối nhiều nhỉ? Ừ. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà chị được gặp Bjork mà ngồi mà ăn với Bjork thì chắc chị sẽ khóc từ đầu. Không nói được câu nào. Chính là ăn cay đấy chị. Khóc và ho. Bây giờ chị nhìn thấy mà đứng xuất hiện ngay trước mặt rồi là khóc hu hu ấy. Nhưng chị chưa từng đi xem show của Bjork. Xem show rồi nhưng mà đâu phải là như thế này đâu. Nhưng có khán khóc giả không? Mà. À thì có khóc, nhưng mà khóc mà người ta cũng có biết là mình khóc đâu. Giải thích cái mối quan hệ của chị với Bjork như thế nào? Tất nhiên là thần tượng rồi, ai cũng biết là mình rất là thích cô. Nhưng mà thực ra thì thời điểm mà Hà được giới thiệu cho nhạc Bjork ấy, Hà cũng không biết cô ấy đâu. Lên trên nhà của Quốc Trung Thanh Lam thì lại thấy có một cái homogenic, là cái mà cô mặc giống như kimono, xong rồi mắt thì lại như người ngoài hành tinh ấy. Nhét vào máy nghe 30 giây thì coi như là chết, là ngất luôn, là coi như là gọi là trúng đài ấy. Như một con chim bị tử thương. Và sau đấy là bắt đầu nhờ bạn bè nước ngoài này, hoặc là này nọ kia mua tất cả các cái sản phẩm của cô ấy. Wow. Mà Bjork thì hay có một cái là những cái phông chữ ở trên đĩa cũng khó đọc lắm. Nếu mà mình không phải là fan thì mình cũng chả để ý là cái tên đấy là gì. Có một chuyện hơi là tình cờ là Hà làm nhật thực ấy, tháng 4 2002 thì Hà thiết kế cái hình ảnh của mình. Tôi muốn tóc tai như thế này này, xong rồi chân thì đi đất, xong rồi vẽ hoa văn lên tay, rồi vẽ mắt mũi này kia. Tháng 7 năm đó 2002 thì được
một người bạn sống ở Nga về tặng cho cái đĩa Vespertine của cô Biok. Mở cái đĩa ra hết hồn luôn. Tại vì mắt mũi, tất cả mọi thứ cô cũng làm hệt như thế. Thì hoàn toàn đó là một cái sự trùng ấy. Có biết về cái câu chuyện này. Nhưng em cũng muốn dùng cái câu chuyện này để nói về một cái chuyện mới của nhạc bây giờ. Là mình nói về cái chuyện bản sao âm nhạc. Ví dụ như là Sơn Tùng của Việt Nam thì hay bị nói là giống G-Dragon, mặc mũi quần áo rất là giống. Rồi đến một số các cái nghệ sĩ, nam ca sĩ thì trông lại giống Sơn Tùng chẳng hạn. Như thế nào thì là bản sao, mà cái điều đấy là tốt hay là không tốt cho cái chuyện làm nhạc? Khi mà cứ chị xem Sơn Tùng thi cái chương trình Remix ấy, chị xem chị thấy rất là hấp dẫn. Và chị bảo ô, cậu bé này là ai mà lại cái phong thái rất là hay. Thì mới biết là đây là cái hiện tượng âm nhạc mà tất cả mọi người đang nói đến. Nó có rất là nhiều sự giống nhau giữa Sơn Tùng và G-Dragon. Sơn Tùng thì càng ngày lại càng tự thoát ra khỏi cái hình ảnh cũ của mình, và cái cách mà bạn ấy xây dựng hình ảnh càng ngày nó cũng rất là phong phú á. Mà chị thấy là hình ảnh của bạn ấy rất là sạch sẽ và văn minh. Nhưng mà khi một thị trường âm nhạc mà có quá nhiều bản sao thì có phải là do là đã không có quá nhiều, không có đủ cá tính âm nhạc không? Nhưng mà nếu mà anh là bản sao thì anh lại không tồn tại lâu được. Cái sức hút mà anh ta vẫn cứ kéo dài được mãi ấy, thì có nghĩa rằng là bản thân anh ta phải có một cái gì đó. Đấy, nhưng lại quay về cái câu chuyện là cái cá tính âm nhạc. Chị nhìn vào ca sĩ trẻ bây giờ thì họ có thiếu cái đấy không ạ? Nếu mà nhìn vào ở số lượng đông nhá, thì có. Mà theo cái kiểu của chị thì chị lại luôn đi vào số hẹp. Thì chị lại thấy là cũng có nhiều bạn có những cá tính âm nhạc thú vị đấy chứ. Chẳng hạn như là Ngọt là một trong những người mà chị rất là, ban nhạc chị rất là thích. Thích từ đầu luôn. Bây giờ thì có bạn Mazus, Mi Anh đấy, Mazus chị xem diễn cũng rất là thích. Hay là gần đây có album của Hoàng Thùy Linh thấy cũng khá là hay. Chị hết cay đúng không? Được ăn tiếp không? Hết cay nhưng mà lại chỉ chảy nước mũi thôi. Đúng rồi, em đã nhìn thấy. Chương trình này chắc là chương trình chán nhất trong tất cả các số của các tập của Không Cay Không Về ấy, tại vì không thấy drama đâu, không thấy khóc. Chứng tỏ sức chịu đựng cũng tốt. Nhưng mà chưa biết chị nhớ ho thôi. Sao đây? Anh ho từ đó. Bây giờ chị phải hát một nốt khác nào. Cho cái cay này. Bây giờ trong một khủng hoảng, có một cái chỗ nào để chị mua thức ăn và quần áo cả? Chị làm gì? Câu hỏi khó thế. Đã ăn cay rồi còn hỏi khó. Thế chắc là phải ăn những cái gì mình có trong nhà. Nhà chị có hay có đồ ăn không? Nhà chị thì cây lại toàn bông, lại không có cây có củ hay là trái gì để ăn được. Nhưng mà trong nhà luôn luôn có một kho dự trữ đồ ăn, thức uống và nước để phòng động đất. Khu nhà chị hay có động đất à? Gia Ly mà, nhà hay có động đất, với lại cả ông xã của chị là người rất là hay lo về những việc xảy ra. Nhưng đấy là do anh ấy chuẩn bị đúng không? Còn nếu không, nếu mà mỗi chị thì... Mỗi chị thì chắc là chết đói đấy. Chắc là ngồi mút chân giống gấu. Chị lại là người lại không hay lo. Rất là đỉnh đương. À, chị có bây bị trong cái tiếng Anh có từ là cái writer block ấy. Lúc bí không nghĩ bí cái gì không mới. Nghĩ ra cái gì mới về để viết đúng không? Không, cũng ngồi mút chân ấy. Hết mút chân thì đến mút tay thôi, chứ lúc ấy cũng biết làm cái gì. Có những lúc mà cái sự bí đấy nó kéo dài cả đến vài năm ấy. Nhưng mà khi nó bung ra thì nó lại rất là nhanh. Nghĩa là nó chỉ có thể là trong 1-2 ngày là mình viết được 4-5 bài. Cũng có những cái bài hát, chẳng hạn như là chị viết một cái bài hát tên là An Lành. Đích của chị viết bài đấy là chị muốn nói về cái sự xúc động của người mẹ khi mà có đứa con ra đời. Cụ thể nó là cái sự xúc động của chị. Cái tựa đề bài hát thì đã ra mà xong rồi cái những cái lời ca mãi nó chả tới. Thế rồi có một ngày thì là làm một buổi hòa nhạc từ thiện để gây quỹ cho một người mẹ bị ung thư, mà chị đấy thì là cũng người làm ở trong cái ngành giải trí ở hải ngoại. Tự nhiên một cái gì đấy nó ập vào mình, một cái nỗi sợ hãi rất là kinh khủng, là giả sử cái việc đấy nó xảy ra với mình mà đứa con của mình nó còn quá bé nhỏ. Cái cô bé con gái của chị cũng nhỏ như là con chị, cũng khoảng 7-8 tuổi. Nhưng mà sau khi mà dập cái cú điện thoại đấy xuống thì chị ngồi ở nhà và tự nhiên chị không làm ăn được gì hết, tê liệt trong cả 24 tiếng đồng hồ đấy. Chị ngồi trong nhà và chị khóc nguyên ngày. Đến buổi tối thì tự nhiên là chị bảo phải làm cái gì đấy, bởi vì cái sự xúc động này nó là một cái sự xúc động rất là thật và nó không thường xuyên xảy ra. Chị nhào đến máy tính và chị mở cái bài An Lành ra và thế là tự nhiên chị viết xong luôn. Em chưa được nghe bài đấy. Tại vì chị chưa thu, chị lại lười. Chị chưa thu. Chị kể câu chuyện hay như vậy mà chị không hát thì chị có điện thoại đấy. Có, để lấy nhá, để lấy lời. Con
vào thời gian lắng động, bàn tay xa lạ sưởi con đêm lạnh. Có những ngày ngoài hiên bão nổi, bình an con nằm, mặt con thiên thần ngủ đi nhé con yêu. Ngủ ngoan nhé con yêu. Đường xa ta cứ đi, lòng ta vững tin, một niềm tin nhận trao thứ tha, rồi ta biết yêu thương từ đây. Ký ức nào, ngày thơ ấu nào, từ con ra đời, hồi sinh rạng ngời. Muôn tấm lòng, mở tung tấm lòng, cuộc sống muôn màu, vì mỗi con người. Cảm ơn nhé con yêu, cảm ơn nhé con yêu. Hết. Ok, bây giờ mình đến miếng cuối cùng rồi chị. Nhưng mà ví dụ nhá, không phải tối nay chị đi tiếp ấy, thì chị sẽ ăn tiếp hay là chị giật xô? Không, chị không giật xô đâu. Đến cùng đúng không? Lì. Bình tĩnh lì. Cái nhất nhá. No. Rồi nhá. Mà dứt khoát không chịu giật xô đâu. Nước tung tóe vào người xấu không được. Ăn. Điều gì khiến chị nghĩ ở trên này là nước? Thế không phải là nước lại còn nguy hiểm hơn ý. Bây giờ là để chúng mình ăn đến hết cái khay này rồi, chị mới thú nhận à. Chị là người ăn cay khá cay ấy. Em chỉ muốn hỏi một câu cuối là chị làm nhiều việc rồi, có cái chuyện gì khó nhất mà chị vẫn chưa làm không? Khó nhất là bây giờ làm video triệu view chưa làm bao giờ. Không biết là có mất 1 tỷ mà không được triệu view không. Bây giờ bị các fan đá đít bảo là phải làm vlog nhiều quá nên là chắc là cũng phải sẽ làm cái gì đấy dính đến kênh túp. Mặc dù là người rất hay đi xem túp của người khác nhưng mà túp của mình thì lại rất thờ ơ, không xây dựng gì hết. Nhưng em cũng nghe đồn là sang năm mới chị sẽ chăm chỉ hơn đúng không chị? Chị cũng đang nghe đồn thế. Có bài vở mới đúng không? Chị dựa ra chứ đúng không? Có. Chị không chia sẻ. Chưa chia sẻ. Lại bình tĩnh ngồi mút chân. Lại bình tĩnh ngồi mút chân. Đúng người Hà Nội nhỉ? Hà Nội không gọi được đâu ấy. Hà Nội không gọi được đâu ấy. Đây. Chị cũng phải là người chia sẻ về những dự án chị muốn làm, vừa định làm. Khi mà chị chia sẻ nghĩa là nó phải ra rồi thì chị sẽ nói với nó. Chắc chắn nó phải có album mới, ca khúc mới. Có concept mới không? Có chứ. Có concept mới mà có thể là không nhất thiết là phải là album, có thể là chỉ là những cái bài lẻ xong rồi và đấy, vlog, vlùng gì đấy. Không, em định hỏi là trong cái album mới của chị thì chị định đánh vào khán giả cũ của chị hay khán giả mới? Mới. Năm trẻ. Chị thấy có vẻ như là chị bị ngược. Bị ngược. Lão hóa ngược. Lão hóa ngược. Đến lúc càng già thì càng hớn. Bây giờ chị có những bạn mà sinh năm 9 mấy đánh nhạc cho chị rồi cả 2000 nữa. Thậm chí có những bạn là 14 tuổi đang đánh đàn cho chị hát và chị cảm thấy là rất là hợp ý. Đấy. À, thế thì có thể kỳ vọng album của chị vào tháng mấy vậy? Chị không nói gì thì chị cũng phải đưa ra một thông tin gì chứ chẳng sao lại. Thôi, cứ để cho khán giả mút chân đi. Thế chị không tò mò trên này là gì nhỉ? Có giật được không? Không nên ạ. À? Không nên. Không nên ạ. À? Không được giật ạ. Không, bây giờ như này, chị đứng ra đây cũng được. Không giật thử đi xem nó gì. Bây giờ chị tính xem là chị giật trọng lực kiểu nào để nó đổ vào em cơ. Chị giật bên này. À đấy, đây này chị. À thôi, tao nhìn thấy rồi. Ê. Đấy. Bột trắng à. Tóm lại là chúng em Thùy Minh và Hà Trần xin chào các bác, chúng em ngược, ăn xong hết rồi. Ăn xong hết rồi, show cũng kéo rồi, cảm ơn các khán giả đã theo dõi Không Cay Không Về. Em ơi,
Dạ. Có bao giờ em định làm một cái show gọi là Không Điên Không Về không? Em thấy trong show này có đủ ấy chứ hả?